Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới. Cùng với đó, việc đăng ký cấp hộ chiếu đã được nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ghi nhận của phóng viên về không khí những ngày đầu tiên thực hiện cấp hộ chiếu theo mẫu mới, nhận được những phản hồi rất tích cực từ nhân dân. Ngày đầu tuần, số lượng người dân đến làm hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới đã rất đông. Ông Nguyễn Hải Việt, trú tại phường Bân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, muốn có hộ chiếu để đi du lịch nên quyết định đi làm ngay theo mẫu mới. Khác với việc khai báo thông thường, ông được cán bộ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hướng dẫn khai báo ngay trên điện thoại thông minh, khiến mọi việc trở nên dễ dàng, đơn giản. Lần đầu tiên mình làm nhưng mà mình làm qua cái hình thức online, thành ra làm rất thuận tiện, ở nhà mình làm, thành ra lên đây chỉ việc là chụp ảnh là xong. Và lên đây để được các anh đây là hướng dẫn rất tận tình và làm rất nhanh, làm cỡ khoảng 15 phút 20 phút là xong rồi. Biết việc cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới bắt đầu được hoạt động, chị Yến Ngân trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu cũng tranh thủ đầu tuần để đến tìm hiểu phương thức thực hiện. Khác với suy nghĩ sợ khó khăn, chị Ngân được hướng dẫn cách truy cập, khai báo và hoàn tất ngay trên tờ khai điện tử hay cổng thông tin điện tử dịch vụ công cấp độ 4. Điều này càng thuận lợi hơn đối với chị vì muốn làm hộ chiếu cho con mình, nhưng cháu còn rất nhỏ. Các anh có hướng dẫn mình là sẽ khai vào tờ khai điện tử trên trang web là trên trang web như anh hướng dẫn ấy, và sau đó thì mình đến đây mình xác nhận. Nó rất là thuận tiện trong cái vấn đề là không phải chờ đợi nhiều ấy. Em bé thì khá là nhỏ nên mình không cần phải dẫn em bé đến, mình có thể tự khai ở nhà. Sau một tháng tạm ngừng để hoàn thiện hệ thống của Bộ Công an, cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đã sẵn sàng giải quyết mọi yêu cầu của công dân về việc cấp hộ chiếu phổ thông theo bộ mới. Đà Nẵng là thành phố du lịch nên nhu cầu về cấp đổi hộ chiếu là rất lớn. Bên cạnh việc hướng dẫn tuyên truyền những quy định mới để áp dụng làm hộ chiếu, cán bộ chiến sĩ của đơn vị còn tăng ca nỗ lực thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân. Từ ngày 1 tháng 7 thì số lượng người dân đến mỗi ngày rất là đông, trung bình là đến 400 người. Và chúng tôi cũng đã bố trí cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ để thực hiện cái việc là giải quyết tất cả các cái hồ sơ trong ngày cho đến tận 19:30 mỗi ngày để đảm bảo là người dân đều được giải quyết hết. Theo Bộ Công an quy định, trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ không còn giá trị. Với mẫu hộ chiếu mới đã thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng trong việc chuyển đổi số trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi nhất cho mọi công dân.